Giờ này mới xong nha các bạn nhé. Đây. Mới giờ rồi. Đấy, 22 giờ. 22 giờ mới xong. Khá là muộn. Bây giờ thì cả nhà sẽ lọc ra và sẽ lấy cho và mo một phần nữa nhé. Chỗ này thì là chỗ dành cho bà mo nha các bạn nhé. Còn cái này là thịt chó. Đấy, số cho bà mo. Đây, còn bên này là con gà. Bây giờ thì còn làm một con nữa. Một con ấy thì tối đúc 5 giờ ấy thì chúng tôi có mổ một con nữa để panh khoăn chủ cái chủ nhà nhé các bạn nhé. Khỏe tắc lắng không đi. Đúc này thì xong đế chính rồi, bây giờ bà mói và đúc kết đậy và sẽ cái này panh khuôn cái chủ nhà chính ở đây nhé các bạn nhé. Căn chỗ này thì mình đã xếp xong rồi đây. Để chỉ việc nhấc lên xong lại đàm đế như lần trước các bạn. Có một cái đĩa mình làm rồi đấy. Chắc là tầm 1 giờ thì mới xong. Cái đĩa này bây giờ thì đã đây 2-3 giờ dưới rồi. Khá muộn rồi. Cái này quan trọng nó quan tâm mà quan trọng mình chăm sóc quan tâm ô khẩu có quan tâm ở má
Cái này học kiến cà sâu đó còn chưa mà, học kiến cà sâu còn bắt tọc mà ngắn trắng để chín đậu, tọc táo ngắn trắng chín mù. Ừ, khay mà họ ngắn trắng giả ú, đủ mưng, mía mưng. Ừ, đủ tọc ngắn giả ú, ừ, như là đây. Ừ, nó đi chủ mù, nhau mi rỏng mi mù, chú không biết quan hạt ư. Ừ, bà ngồi tặng kiến chí, bà ngồi tặng ta tí tí non đó, khay này em cho tao một lần nữa. Thật tổ hồ phú tổ nhỏ tổ quá nhiều quá ngắn tơ nạc bỏ cá quá đất nạc bỏ ba chắc quá tắm chắc chờ bỏ chờ chờ thay mì tí mới hợp quần má má ba quần kín ba hàm quần này giả tổ quần bởi dũ này quần ơi bởi xô quần giả quá bỏ mặt bỏ dươn con quần này nạc có quần mù xác quá quần cố gắng nâng nửa đơ rù quần ơi con càng nâng tờ xó quá xạ quần u quần mía quần bó quần mê hứng nâng tắm càng hay nè thế nào mà tên còn ngọt còn cho nó mong ít còn ơi còn ơi e bóng tạch kiếm cho ăn kiếm tên khả lắng lúc qua xong nước còn nước khả nạc đi nhớ còn mũ thì tên hoa cầu đi nhớ chụp mẹ lộ kiếm tên sẵn tên khả hồn kế lúc còn ơi sẵn tên hồn hỏi à chắc đôi có xôn ai gọt mà hồn hồn cộng mà ba ra cộng mà côi còn ná thì tên lắp thở hay còn ná được còn ơi lắp còn ná có ổn khá xôn nào còn sờ thì mất tờ mất cô hỏi ín kiên nghĩ bó mô lúc còn ơi kiên thúc mất tông nữa tông nữa rồi tông tàu cái chỗ thành nghe cho cả cái chỗ tàu còn ở hạ cả cái chỗ quân nòng nà thành nghe thì là cái nghe nó kiếm nâng nâng nghèo nó kiếm nghèo nâng nâng nghèo lúa bé nghèo bé kiếm con nghèo lúa nghèo lúa nhưng lúa trái mình kiếm con nữa còn ơi bắt thu bắt bắt cọc rồi quay bắt cọc nó đến nó qua Nhìn hãy ít thoa phát đâu quả nữa kì ní kì năn một tổng hợp bài nơ kì ní mẹ sợ cá mạng mang hên đã sát kê mẹ ngân kì tờ đi ra kẹp cú mô kì tôi kì tờ rù ơ nữa cho nhạc giáo kín nơ quả nơ chắc ta kì ní nữa chắc ta kì ní nơ con ít tốt con nhân tài quả nhân hãy nhạc ta chân mì gây ní sẽ sợ ta lợi đạo quả nơ đi ta nhí quả tu nằm phó ta mô ngô mà ná quả nô mê thay đại đại nô mô 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 tàn cho bà trước năm phương chẳng ra sự sắp cho quá xin được của nữ khai của mình đại học tí lâu mà tế còn con má chú đắp nó về nhau thật khá là mi nhớ sao cũng mặc mi nhớ còn các chúng đeo năm nhị quan một năm nên mi nhớ còn đó vợ chồng ta của ba nơi mà em mà của bố má của tôi cha cha bảo của sinh con chết xa hại chảy máu dầm ba ba to mà ta bảo ở đâu đun nơ máy của tàu của lái công ty kết phát của máy chim này chim bạc này máy là ơi chim bạc ông hả máy gì ไหนไหนใครไม่หลอกพี่มูไหนใครไม่หลอกพี่มู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 ใครไม่หลอกพ
sáng khám anh ấy thôi ai nữa như thế như thế nha nghĩ rồi nghĩ không số phận tới quán tôi kinh tôi lúc tới tàu ra nó nằm chỉ chứ nó à nữa khi tới anh làm nó bà tôm nó bà ô tô nó cuối cùng thì cũng là xong nha các bạn nhé. Đấy, 1 giờ đây, 1 giờ, 1 giờ mới được ăn cơm, khá là muộn. Làm lễ này thì cũng rất là lâu, mà xong thì tầm xong từ 10 giờ đến lễ banh cuôn ấy thì 1 tiếng nữa. À 11 giờ chứ, 1 tiếng thì hiện tại thì là 1 giờ thì cái đế này mới hoàn thành. Rồi, mời tất cả các bạn cùng ăn, gọi là ăn tối thì cũng không phải rồi, bây giờ 1 giờ rồi. Rồi mình cũng sẽ dừng máy quay ở đây nhé các bạn nhé.
Tại mi đọc khá hai đôi đang biển chế ngươn số hà thủ mũ hà nông. Nói nắng nát xin đồng tiểu mũ. Tạm ơn lũ ơi. Dù có lũ hà ra ngươn đảo thơ khá nông. Sao tình chục tên mũ. Tù ra có cả bông cân mà cân khửi. Không có bông cân xỉa cân sao đi tây đảo hà. Tiền ngươn mái lũ lũ. Nói đi hà là ngươn đô tình đọc tình xin hơ. Sao hà nơ nông nơ ràng nơ. Sao hà nơ ràng nơ. Mái nát. Khi quấn chứ mộ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.